Chào các em, hôm nay anh sẽ đi khám phá khắp thành phố nhé các em ơi. Đây, thành phố rất là rộng này. Wow, thành phố rộng quá. Đây thì anh sẽ vào khu mua sắm nhé các em ơi. Vào khu mua sắm nào. Wow. Đây rồi các em ơi. Chúng ta cùng vào khu mua sắm nào. Đây, trong siêu thị này rất nhiều đồ đạc này các em ơi. Này, nhiều quá đi. Đấy, rồi. Anh sẽ cử người vào đây mua nào. Xếp hàng vào đây. Đây rồi. Cho cái anh tóc xanh này nữa. Rồi. Cho con động vật này vào đây. Wow. Rồi. Từng người vào mua sắm nào. Anh nhỏ xanh này thích ăn bánh mì này các em ơi. Wow. Ăn luôn không thèm tính tiền luôn. Đấy. Con này. Vào đây. Ăn với cá luôn. Woo. Ăn cá luôn này các em ơi. Hay chưa? Hay lắm. Chúng ta cùng xếp hàng ăn hết đồ ăn của siêu thị nào. Ăn đùi gà này em ơi. Lấy hộp sữa ở đây. Uống sữa đây. Không uống sữa ư? Ăn bánh mì luôn. Tạm ngưng, uống một cốc cà phê này. Chúng ta đi ăn buffet nên là được ăn thoải mái luôn. Rồi. Đi vào đây chơi đồ chơi nào. Rồi, các em ơi, ăn này. Ăn hết siêu thị này luôn. Ăn dứa luôn này. Hay lắm. Rồi, chúng ta đi trả tiền cho chị thôi. Tinh tinh, 50.000. Bye bye. Tinh tinh, 70.000 vì bạn ăn quá nhiều. Đi ra ngoài. Tinh tinh. 60.000 nhé chị ơi. Rồi. Tinh tinh. 30.000. Tít tít. Chưa trả tiền vậy. Thế là bị đỏ luôn. Còn cái ông này nữa. Ăn bao nhiêu tiền đây? Tinh tinh. 100.000. Nhá.
rất là tốn luôn. Tít tít tít. Trả tiền rồi còn tít tít cái gì? Kiện mày bây giờ. Ấy, hay chưa? Ấy. Cứng cứng. Thôi, mua thêm cuộn giấy vệ sinh. Rồi. Chúng ta mua sắm đến đây là kết thúc thôi. Ừ, bye bye.